Rồi, thì hello anh em ha. Hôm nay mình quay clip này để mình cảm ơn cái người em đã để lại cái con xe này cho mình ha. Thì em nó lên đồ chơi rất là tâm huyết và nói luôn anh em, nhiều anh em nói là sao xe mô tô lên đồ riu đồ lô đồ này nọ. Thì ví dụ đi, như cái tay Rambo đây, một cái hàng riu của nó là tầm 7 triệu đến mười mấy triệu. Thì từ cái con xe này chỉ có mấy chục triệu thôi, thì mình lên cái tay từng triệu, 2 triệu là chơi được rồi, đâu có quan trọng đâu, phải không? Thì tùy theo cái giá thành xe mình chơi, so với nhiều anh em với 1 triệu, 2 triệu là cả một cái vấn đề, cả tháng lương của người ta rồi đó. Thì mình chỉ cảm ơn người em này đã để lại mình chiếc xe đẹp để mình để lại cho một anh em khác để chơi. Và cái hầu như cái chiếc MT15 này thì bên mình rất là đắt luôn á, có thể là anh em cọc rất là nhiều luôn mà chưa có xe về được. Đó, rồi thì bây giờ anh em mình ngắm xe đi ha, ngắm xe trước đi ha. Hôm nay mình giao xe là chủ xe ngồi đó. Thì xe có những gì? Xe này thì thằng em của mình đó, nó để lại cho mình rất là nhiều đồ chơi nè ha. Bảo vệ đồng hồ nè ha. Nhưng mà đúng ra cái này mình thích đó, nó cao cao hơn xíu, biết sao không? Đây quay gần đây. Nó cao cao hơn xíu để mà nó che được cái đồng hồ, nó mát mẻ ha. Này thì thấp quá, này chỉ đẹp thôi, này chỉ trang trí thôi. Thì thằng em nó lên bảo vệ ti phuộc nè. Đó. Rồi vàng vàng rồi lên bảo vệ các nước nè, nói chung là đồ chơi cũng nhiều á, xi nhan nè, tay côn tay thắng nè, bình dầu nè, ọc titan nè đó, giá đỡ điện thoại nè, đồng hồ báo bình luôn nè, trời đếm mà cũng mỏi miệng luôn á, đồng hồ báo bình nè, sao đo được nhiệt độ luôn à? À hay vậy. Có cái này hay lắm này anh. Cái này là nó đo được nhiệt độ luôn á, nó có nhiệt kế gì đó. Thấy không? Nhiệt độ là sạc pin nè. Rồi, chống đổ nè. Chống đổ này là mình lên nè. Chống đổ này là mình lên, em nhớ không? Bữa em lên luôn đó. Rồi chống đổ sau nè. Đó. Rồi như đó rồi đó, rồi ốp bảo vệ bình xăng như đây là anh em cũng thấy mớ tiền rồi. Thì so với nói cho anh em mà trước khi mà anh em có thể mua con MT15 này nè, mình sẽ tư vấn cho anh em luôn, thì cái con này nó sẽ khá là cao đó, tầm mà 1m67-65 là chạy em đó là rất là dễ chịu. Rồi thứ hai là em này tiết kiệm xăng và dành cho những anh em mới chơi hoặc là anh em mua lại để đi làm, đi trong phố hoặc là chở bạn gái cũng rất là thoải mái, bởi vì nó có cái yên dài anh em, đi chở người rất là ok nha. Đó, anh em lưu ý. Và cái yên này anh em đừng có đúc, đừng có cắt đó, khi anh em cắt á thì sình nó sẽ băng văng tới đầu nha anh em. Thì anh em để gì đi cho đẹp, cho nó liền lạc chiếc xe đó. Con xe này order mấy ngàn thì không có gì nói. Thì đối với những con xe này, đối với những anh em kỹ á, thì đúng 10.000 cây. Anh coi clip anh nhớ nha, đúng 10.000 cây là thay nước mát. Cứ ghé em thay cho, 10.000 cây là thay nước mát kỹ á nha. Còn mình không kỹ thì 15.000 mà vẫn được, nhưng mà mình thay mát thì xe nó sẽ mát. Rồi nhớt xe này là đã thay mới hết nha, nhớt xe này là đã thay mới hết, thì anh đi cỡ 12.000 cây mới cần thay lại. Hiện tại là đang đi nhớt Motul 300V đó. Rồi thì con này bảo trì bảo dưỡng rất là dễ. Và đặc biệt là cái đèn này là đèn sương mù à. Thấy không? Khi anh em đề lên thì nó sẽ lên cái bóng đèn bi cầu á. Cái này nè, chút nữa mình nới ra một xíu. Cái này nè, nới ra một xíu.
Đó. Đó, anh em thấy đẹp không? Bình xăng mọi thứ rất là tuyệt vời luôn, để cho anh em chơi chiếc xe. Đó. Bình xăng còn đốm vàng luôn, mới tin à. Xe có sổ bảo hành luôn, đâu sổ bảo hành đâu ta. Thôi được rồi, khỏi anh được. Nói mình nói là anh em biết à, uy tín mà. Đó. Anh em quay nhìn rất là keng, để mà kiếm được con xe này thì rất là lâu anh em. Phải nói là lâu, cực kỳ lâu luôn á. Tại vì á lâu là thứ nhất là tìm xe, thứ hai là mình phải quỳ lạy van xin năn nỉ chủ xe, người ta bán người ta mới bán nhá. Một con xe mà quá nhiều đồ chơi hay ho trên con xe này, mà đối với anh em mới tập chơi chơi rất là thoải mái. Con này có báo số luôn, báo số đầy đủ rồi, cái này ra lên báo bình rồi nè, báo nhiệt độ luôn nè. Đó, cái bô nè, thấy không? Đi một thời gian mà chủ chỉ để chạy có miếng chỗ cái bô thôi, còn toàn bộ là mới tinh. Đó thì đó là cái quá trình mà mình kiếm xe cho anh em. Và nói chung có xe thì ai lại không muốn bán nhanh, đúng không anh em? Tại vì nó không có cho nên mình không có thể mà tìm được cho anh em. Đó, thì này quay clip là chủ yếu là để cảm ơn cái người em mà để xe lại cho mình á. Rồi những anh em nào mà có xe thì cứ inbox cho mình đi, thì mình làm thủ tục giấy tờ nhanh gọn lẹ lắm. Xe này là đồ zin còn hết luôn nha anh em, nó mình gửi hết đồ zin cho chủ xe rồi. Rồi anh em mình đã bắt tay cái rồi nghĩ rồi. Ok cảm ơn anh mình rồi, ok cái bên em đã giúp luôn tìm xe và rất là ưng ý rồi. Cảm ok ơn mình rất nhiều, chủ xe mới đi lính về. Ok anh, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi rồi tắt anh em mình làm tấm hình đi.